Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu Barrett Transformer, một trong những khẩu súng VIP ở cái vòng quay mới. Cái vòng quay mới mình thấy khẩu này là nó ngon nhất, còn cái ngon tiếp theo đó chính là khẩu Golden Shark. Cái thứ ba đó chính là Zep Tổ Ong. Còn cái khẩu VIP Đua Gatling thì mình nghĩ những cái bạn mà có sở thích đồi bại ấy, thì mới lấy thôi. Đấy, khẩu đấy mà vào chuồng chó, chuồng lợn mà quay tay thì nó khỏi phải bàn. Đấy, gì đấy? Rồi, tuy nhiên cầm y tá và chạy luôn. Vâng, bỏ lại đứa con ấy chết nhầm bỏ lại thằng bạn thơ dại và cầm khẩu 3Z chạy tung tăng lên đây. Chúng ta sẽ yếu rồi, tiến sinh trai rồi, hàng fake. Các bạn thấy hai dấu chấm phía trước không ạ? Mình là biết hàng fake rồi. Ôi, thiên nhiên vẫn chưa phát hiện là mình đang đứng ở đâu luôn. Vâng, bạn bè thế đấy. Vâng, trời thần, nó là rất là lâu rồi, nhưng lúc mà quan trọng nhất thì chả biết bố con thằng nào đứng ở đâu. Rồi sao lại đứng im thế này? Quá dễ cho một cuộc tình. Cái gì đây? Tiến sinh trai. Ok, bơi vào đây. Ôi té rồi. Người móc lốp kìa. Chơi móc lốp thì em chịu. Đấy, từ test từ phi tiêu của... Ôi tôi xong rồi, té. Sao lại... Rồi chặn đầu nhiều quá. Mày chặn đầu bố mày này, thích không? Rồi té. Á đồ, ui mày hủy diệt này. Nghĩ gì? Bơi hết vào đây, rồi tôi xong rồi. Anh to anh đã ra đi, để lại bảy con thơ dại. Ô, mày cao xa. Hách à, còn có 500 tiết thôi. Tôi té. Vâng, cào như hách ý. Nó đứng từ ở cuối sông mà nó cào được mình ở đầu sông cơ. Ghê thật đấy chứ. Không đó đâu rồi. Ôi mặt thằng hủy diệt. Ơ mày đừng im này. Ôi hư cấu. Vâng, một pha ăn kill mắc hư cấu. Rồi chị Cương Thi bắt đầu đuổi theo rồi. Còn có lên 900 tiếp rồi này, tuyệt vời. Nhưng cũng một vả là sấp mặt lờ thôi. Thế không biết làm gì đây. Đâu rồi? Ơ chạy đâu ấy? Bạn ơi, mình đứng đây đợi bạn nè. Rồi em yêu. Ô lag lag. Thôi xong rồi, đúng cái góc lá đèn. Thích không? Sổi một phát yêu lắm cơ. Cô là ai? Tôi không quen. Cô đi ra, mà không đi ra thì ăn một rìu thế thôi. Vâng, chúng ta sẽ đi thẩm du nhá. Vâng, trận đầu tiên là quá mát tay. Mình cũng đã test thử cái khẩu này rồi. Anh Tiến ơi, trời ơi, thằng kia fake mà bạn ơi. Bạn xem người ta thì bạn cũng phải chú ý một tí. Cứ thằng nào fake như hai dấu chấm viết trước không phát hiện ra. Vâng, mắt thằng này để không biết là để đâu rồi, chắc để quên ở nhà. Vâng, bạn ấy đã để quên mắt ở nhà. Bạn ấy vào chơi zombie không cần mang mắt vào. Chết. Ôi thoát kìa. Hư cấu vậy. Hư cấu vậy. Ôi, còn mỗi thằng tơ à đây. Rồi đồng vãi, nó cầm cái lưỡi hái. Rồi lắm lắm sát khí, hai thằng luôn. Rồi mày lấp lo ở đấy. Ô mình không ăn được này. Vãi, pha đấy mình bắn trúng rồi mà không ăn được kill. Rồi có hero tiếp. Đã thế nhở. Con kia gặp cái phòng này hai trận hero liên tiếp. Cố cố làm quả highlight nào. Á đù. Cái gì đây? Mình ở đây. Úi xồi ôi, thanh niên đi. Hero đứng ngay một bên. Đấy, trời ơi, ăn kêu luôn. Ngọt sớt à. Ôi, cái gì đấy? Lại đứng im này. Vâng, trên đời này gặp những thằng đứng im này thì cứ giã đạn vào mồm nó trước và ngay vào luôn đi. Lượn đi đâu? Mày lượn đi đâu mà con lợn này nhấp nháy rồi kìa ấy. Tuy nhiên không, không chạy được. Không bỏ sót một viên nào. À, lên đây, rồi mình đứng đây mình cover cho thằng kia nó liếm. Thật là hư cấu. Ủa. À, nhấp nháy này, nhấp nháy này. Ôi, đang thấy đạn, trời ơi. Rồi, mình đứng đây bút kêu chùa cho nó thôi. Đây, các bạn thấy mình anh Dũng và Hào Hiệp chưa ạ? Cố nạn thật, đứng đây chỉ bút kêu 3.000 đam. Đấy đâu rồi con lợn này, xuống ăn luôn. Đứng đây bút kêu nó không vui. Rồi, test khẩu lục 20 viên này, ép đạn lên 20 viên. Bá. Rồi bơi hết vào đây. Úi trời, nhanh lắm cơ.
Cái khẩu này cover cận chiến thì cũng khỏi phải bàn. Đấy, rồi, ngọt sớt à. Rồi, còn hai thằng nữa. Hết rồi. Ôi, thằng hero kia chết rồi. Bằng một mả người ăn tận multi cơ. Rồi pha đấy mình cover cho nó cũng xảm nhỉ. Biết thế mình biến hero mình chém luôn, hoặc là mình lôi kéo chúng nó sang chỗ khác. Chán thật đấy chứ. Nó đứng chỗ cao rồi còn cover cho nó nữa. Rồi ném flash lên đây để che đi cái tầm nhìn. Nhưng rất tiếc là mình nhớ chỗ này lắm bạn ơi. Cái gì đấy? Trời ơi, đúng ai thằng tẩm du hero lúc nãy làm zombie luôn. Chết. Chết như nước cất ấy. Phải chạy đâu mà con lợn này. Đấy, hai thằng được. Úi dồi, nó hack kìa. Kinh vãi đạn à. Mày hack này. Trời. Bây giờ cứ thấy game nó cứ có cái gì khác biệt là cứ bảo hack thôi. Trời, quen mồm rồi. Biến thành lâu lâu biến thành trẻ trâu một tí cho nó vui nha mọi người. Vâng, đôi khi máy mình lag hoặc máy người ta lag thì nó sẽ như thế. Và cứ thấy cái gì đấy mà nó lạ lạ cứ đổ cho hết thôi. Thế cho nó chất. Mày cận chiến này. Dám cận chiến bạn tao ư? Khó lắm. Trời ơi. Úi giời. Rồi, bắt cua mic luôn. Rồi đi luôn. Hay lắm. À, còn thằng này nữa, mày lên đây làm gì? Mày thích thể hiện à? Rồi, cái tội thích thể hiện này. Ngu chưa? Vâng, còn bọn này, ủa, bị ấn cái quả bom mà tự nhiên chuyển sang. Rồi, tuyệt vời. Còn 500 máu thôi. Té, hồi máu đã. Tính sao? Bình tĩnh rồi, tự tin cho que cá tính thôi. 139 kill rồi. Đùa top không khó. Cái khó là không giật được top rồi. Cướp top mới khó thôi, chứ còn đùa top thì dễ lắm các bạn ạ. Úi thôi, đi theo. Ở nó ra chết hết. Vâng. Đồng đội. Mày dám. Mày dám tiếp đồng đội của tao này. Anh em của tao này. Khốn nạn. Tín xin trai. Vãi giờ toàn chạm mặt thằng ấy rồi. Bây giờ toàn chạm mặt anh em ạ. Khó hiểu thật. Vâng, trong phòng thì gỗ loanh quanh ở đây thôi. Mà tận chục thằng. Thế đeo nào cứ chạm mặt miết không à. Nhớ làm một clip nhé anh Tiến ơi. Úi hồi. Không có anh Tiến ở đây nhưng có NST ở đây. Ok chưa? Đấy, cái tên mới nên tụi nó không biết ai là NST đâu. Thề luôn. Thề luôn. Trời lại Tiến xin trai. Ui, một phát chết này. What the hell? Hack dam rồi. Hack dam rồi, pha này hack dam rồi. Chắc chắn hack dam rồi. Mệnh vãi nồi. Rồi, thằng này la liếm cái gì? Thích la liếm không? Thích thì cứ nói một câu thôi. Ôi, tôi xong rồi. Thiên nhiên nhảy xuống và đã sấp mặt lờ. Thì cứ đứng trên đấy thôi, tụi mình sẵn sàng cover mà. Sau đấy mình để cái thằng dưới này nó móc thôi. Biệt ngay, lên sớm thế. Bình tĩnh các bạn này. Ủa ôi, nó nhảy xuống. Tôi té, tôi té cho nó lầy. Mày thích cover không? À, mày thích ăn không? Lại đấy. Ủa ôi, nhấp nháy kìa. Ôi thơm thế. Xong rồi. Thơm quá anh em ạ. Đậu vọng. Phải té rồi. Mày thích không? Nãy hụt đấy. Bây giờ là trúng rồi. Gì đây? Đồng thế. Đồng thế. Mới giết có một con nè. Cô là ai? Tôi không quen. Cô đi ra. Cô đang làm cái gì đấy? Hai con luôn. Trời ơi. Bà già hiếp để con này. Ê chết nhầm. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Ủa từ dòng rồi. Thằng này chạy nhanh thế. Mày chạy nhanh nhỉ con lợn này. Dám cover này. Tí nữa là ăn được cái thằng cương thi rồi. Tiếc quá. À, con lợn này mày hơi bị mập ấy. Rồi. Ê, lại tiến sinh trai. Trời ơi. Cay nhỏ. Cay nhỏ. Cứ gặp miết thằng này. Fake thì cút cút ra. Mày cút cút ra để bố thể hiện cho nào. Hay quá. Rồi toàn clear team thế này. Cái phòng. Ơ yếu rồi. Thụt lùi. Mày thụt lùi này cưng. Rồi đi luôn double kill.
Chất. Muti nhá, 10 kill. 211 kill rồi. Ôi, ăn nhiều kill thế này người ta hay gọi là bệnh lòi mồm, nó sắp ập đến nơi rồi đấy. Tốt nhất là mình nên thủ thủ thôi, không nên ăn kill nhiều nữa. Ơi, cầm cái khẩu 3Z này cứ một phát là một kill. Kill nó cứ ùa vào mồm ý, bảo làm sao không ăn được. Đấy, đừng có làm như bay nhá, hù chết đồng đội là tội của bạn ấy. Úi dồi, thằng này cũng xây kinh nhở. Hay đấy. Rồi, thằng kia nó đi không được luôn. Hay lắm DM. Rồi, bình tĩnh thôi. Kiểu gì cương thi nó cũng lên đây đấy. Cover đi bạn này. Cứ kênh đi. Để mình boost kill tí nào. Ô, mới nói. Nhìn thế. Bạn ơi, bạn ăn cái gì, bạn tóc biến à? Ôi, kinh vậy. Nó lên tới nơi rồi. Dã man. Ông mày bơi hết vào đây. Bố mày sợ mày quá cơ. Đây đây. Rồi. Này thì lườm các kiểu này. Rồi có thủy diệt nó đồng hành luôn. Chất. Vâng, con cương thi nó cho mày cái gì? Ôi, ấn nhầm rồi. Cày thế, tính lách ra tí thôi, tự dưng lại ấn nhầm nút nó đi xuống luôn. Ôi thầy đạn. Ôi tôi xong rồi. Tiếc thế, tiếc quả thầy đạn. Xàm thật, 20 viên. 20 viên mà không bắn hết sọ được viên nào. Xàm vãi nồi. Cái pha đấy mình tính bắn yếu thôi. Cái đéo nó như một con bò ấy. Không thể bắn yếu được. Mình tính bắn vào người để bắn yếu để mình cận chiến. Trời ơi, bắn vào đầu thì dễ ăn luôn. Chán quá. Không sao. Không sao, mày đứng gần này cưng. Mày chết luôn nhỉ. Ôi. Tí nữa thì là liếm được. Mày rồi, không sao. Để cho mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Á đủ, nhây à. Vẫn chưa chết này. À, mày hero down này. Con lợn này. Làm gì vậy? Ôi. Nó chạy ngay trước mặt. Rồi thằng này mày được lắm. Mày được lắm nhá. Màu trâu vậy. Thằng này như một con bò ấy. Bò mà chơi Dubai. Rồi không được. Thế rồi. Rồi bye bye mọi người. Khốn nạn thật. Hư cấu. Hôm nay toàn gặp bò ấy. Dã man. Thôi mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem đến thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.